Điều trị ung thư buồng trứng là điều trị đa mô thức, bao gồm phẫu thuật, hóa trị, liệu pháp ức chế tăng sinh mạch u VEGF, liệu pháp thuốc ức chế PAP. Thông thường, người bệnh sẽ gặp phải một hay nhiều tác dụng không mong muốn trong quá trình điều trị. Vì vậy, lời khuyên dưới đây sẽ giúp bạn biết cách xử trí khi gặp phải và gạt bỏ lo lắng để quá trình điều trị hiệu quả hơn. 1. Nôn, buồn nôn. Vấn đề này có thể gặp khi hóa trị. Tùy mức độ nôn nặng hay nôn nhẹ mà bác sĩ có phương án điều trị dự phòng bằng một thuốc hoặc kết hợp nhiều thuốc phù hợp. 2. Đau. Sau phẫu thuật hay hóa trị, bạn có thể xuất hiện cảm giác đau. Vấn đề này có thể điều trị được bằng thuốc. Tuy nhiên, cần báo cho bác sĩ biết về cơn đau để loại trừ các trường hợp cần can thiệp ngoại khoa hoặc cần theo dõi sát hơn. 3. Giảm chóng mặt. Việc tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày, ngủ đủ giấc, tránh thức khuya vào buổi tối cùng với duy trì chế độ ăn cân bằng, bổ sung sắt, các vitamin bị thiếu sẽ giúp bạn cải thiện vấn đề này. 4. Chán ăn, đau dạ dày. Một số bệnh nhân ung thư buồng trứng gặp phải tác dụng phụ này, bạn nên ăn nhiều bữa và chia nhỏ bữa ăn, tránh các thực phẩm gây kích thích dạ dày như đồ ăn cay, nóng, đồ ăn dầu mỡ, cà phê, đồ uống có cồn. 5. Thiếu máu. Tình trạng này có thể xảy ra khi điều trị, bạn nên thông báo cho các bác sĩ biết và bổ sung các thực phẩm chứa sắt, vitamin B12 như đạm, hải sản, trái cây và các loại hạt. 6. Da khô sạm, đỏ rát và tóc khô rụng. Bác sĩ có thể tư vấn cho bạn các loại kem dưỡng ẩm. Tuy nhiên, bạn nên tránh các đồ vải thô gây cọ sát da và đừng quên thoa kem chống nắng cho da, sử dụng các sản phẩm làm mềm, phục hồi cho tóc. Việc quản lý hiệu quả các tác dụng phụ thường gặp trong quá trình điều trị ung thư buồng trứng sẽ giúp quá trình điều trị đạt hiệu quả cao hơn. Ngay khi gặp các vấn đề này, hãy chia sẻ với bác sĩ để bạn có thể yên tâm với các sản phẩm nên dùng và nên tránh.